Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của kênh Kiến thức tử vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, Kiến thức tử vi chúng tôi xin gửi tới lời chúc sức khỏe tới các quý anh chị cùng các bạn một năm mới có một sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc và luôn luôn gặp nhiều điều may trong cuộc sống. Anh chị và các bạn thân mến, trong nội dung ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị cùng các bạn một video mới nhất và nóng nhất với nội dung ba con giáp đạp trúng hũ vàng, rũ sạch vận đen, làm gì cũng kiếm bộn tiền trong năm Canh Tý 2020. Vậy đó là những con giáp nào mà liệu anh chị và các bạn có thuộc một trong những con giáp mà được nêu tên trong nội dung ngày hôm nay hay không? Thì xin mời các quý anh chị cùng các bạn hãy cùng Kiến thức tử vi đi tìm hiểu ngay nội dung dưới đây nhé. Anh chị cùng các bạn thân mến, và dưới đây là nội dung ba con giáp đạp trúng hũ vàng, rũ sạch vận đen, làm gì cũng kiếm bộn tiền trong năm Canh Tý. Sang năm Canh Tý 2020 thì những con giáp may mắn này sẽ lọt vào mắt xanh của thần tài, tiền ùa vào nhà ào ào như thác lũ, như sau cơn mưa, và cả năm phú quý và sung túc. Và phú quý ập xuống đầu của nả chất đầy nhà chính là phúc phần mà trời cho ba con giáp may mắn nhất trong năm Canh Tý 2020 này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn nhất nằm trong số ba con giáp đạp trúng hũ vàng trong năm 2020. Thứ nhất đó là con giáp người tuổi Tỵ. Trời sinh người tuổi Tỵ là một con giáp tài năng khôn khéo và có gan làm giàu. Nhờ thế dù thất bại không ít lần, chảy ra chóc vải nhưng lắm phen, nhưng Tỵ vẫn kiên cường với con đường mà mình đang đi và gặt hái được những thành quả khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Và xem tử vi của năm Canh Tý chỉ rõ thì con giáp giàu có này sẽ là con cưng của thần tài, vậy nên làm gì cũng kiếm được bộn tiền. Và đặc biệt từ tháng 4 năm 2020 thì Tỵ sẽ là một hưởng 10, tài lộc thăng hoa rực rỡ, muốn nghèo cũng không được. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai nằm trong top 3 con giáp đạp trúng hũ vàng trong năm 2020 đó là con giáp người tuổi Thìn. Thìn chỉ cần bước chân sang năm Canh Tý 2020 thì đời Thìn sẽ sang một trang mới, hân hoan phấn khởi hơn rất nhiều lần. Về những khúc mắc và khó khăn sẽ ở lại trong những năm cũ và nhường lại chỗ may mắn phú quý theo chân con giáp này sang năm mới. Nhờ có tài khí vây quanh, cát tinh chiếu mệnh nên Thìn sẽ làm đâu thắng đó, kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ từ những công việc kinh doanh của chính mình. Càng về cuối năm thì Thìn càng đại cát đại lợi, tha hồ mà đếm tiền một cách sái tay. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba mà đạp trúng hũ vàng trong năm 2020 đó là con giáp người tuổi Ngọ, là một người có đầu óc sáng tạo bất tận và có tầm nhìn luôn suy nghĩ theo các chiều hướng tích cực, nên khó khăn và thất bại chẳng thể làm Ngọ chùn chân mỏi gối, và ngược lại đấy là một động lực giúp cho Ngọ phấn đấu không ngừng cho tương lai của chính mình. Và năm Canh Tý 2020 thì con giáp này sẽ có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, tiền lương tiền thưởng ùa vào nhà. Thế nên nếu được cấp trên mà giao cho một dự án khó nhằn thì Ngọ đừng ngần ngại mà cứ nhận lấy. Đó chính là những cơ hội nghìn năm có một để cho Ngọ đổi đời. Các bạn thân mến, về phần 2 là top 3 con giáp tiền đầy túi, lộc đầy nhà vào cuối tháng 1 này. Và đây cũng là ba con giáp giàu sang phú quý gặp nhiều may mắn vào cuối tháng 1 năm 2020. Khiến cho ai ai nhìn vào cũng phải thầm khen và ngưỡng mộ. Và các bạn thân mến, con giáp mà nằm trong top 3 con giáp tiền đầy túi, lộc đầy nhà vào cuối tháng 1 âm lịch này, con giáp đầu tiên đó là người tuổi Tuất. Có thể nói năm ngoái khá vất vả với người tuổi Tuất khi gặp nhiều những bất lợi, nhưng Tuất lại biết cách đứng lên từ chính khó khăn và tạo được sự đột biến ngay từ đầu năm.
mang may mắn về cho chính bản thân mình. Và cuối tháng 1 của năm 2020 thì Tuất sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền, thêm tiền bạc cho bản thân và gia đình mình. Và mọi những kế hoạch và dự định đều có thể thực hiện một cách suôn sẻ nhất. Và giữa năm thì sự nghiệp của Tuất còn thăng tiến rõ rệt và đạt được những thành công một cách vang dội nhất. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai nằm trong top những con giáp tiền đầy túi, lộc đầy nhà vào cuối tháng 1 này, đó là con giáp người tuổi Dần. Người tuổi Dần trong năm 2020 thì vận trình khá tốt, về công việc đầu tư rất có lợi. Chỉ cần bạn có thể nắm bắt những cơ hội tốt thì sẽ có nguồn lợi nhuận cao. Và đặc biệt, con giáp này đang được thần tài che chở nên gặp được nhiều điều may mắn về con đường tài lộc. Tài vận khởi sắc rực rỡ nên chuyện kinh doanh làm ăn cũng phát tài và hưng vượng. Người tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi trong các hoạt động về kinh doanh cũng như đầu tư sinh lời, nên con giáp này phải tận dụng những cơ hội này nhé. Và theo tử vi của năm 2020 cho thấy về sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ gặp khá nhiều may mắn do được các tinh phù hộ. Bởi vậy nên bạn sẽ có nhiều những cơ hội để phát triển. Về những người mà làm công ăn lương thì có nhiều những cơ hội để thể hiện mình và điều bạn mà cần làm và làm tốt để mới có một kết quả tốt trong năm 2020 này. Người tuổi Dần trong cuối tháng 1 của năm 2020 thì tài vận cực tốt, công việc đầu tư rất có lợi. Chỉ cần bạn nắm bắt thời cơ và cơ hội tốt thì nguồn lợi nhuận sẽ cao, cực kỳ cao. Và các bạn thân mến, con giáp thứ 3 nằm trong top 3 con giáp tiền đầy túi, lộc đầy nhà vào cuối tháng 1 năm 2020 này, đó là con giáp người tuổi Tý. Tý là một con giáp thân thiện, vui vẻ, luôn có tính tình thoáng đãng và luôn được nhiều người khác kính nể và tôn trọng. Trong công việc thì Tý thường ghi những điểm với cấp trên bởi sự thẳng thắn của mình. Vào cuối tháng thì cơ may đến với Tý khi cấp trên đề nghị tăng lương cho bạn. Và hơn nữa, trên công việc kinh doanh cũng như ý, tiền bạc luôn đổ về vào nhà con giáp này ầm ầm như thác. Vì thế, giáp Tết khiến cho bạn thêm một tinh thần mở rộng một thị trường buôn bán. Cứ đà này thì chẳng mấy chốc mà con giáp Tý sẽ thành một đại gia khổng lồ. Về chuyện tình yêu của bạn cũng đang ở mức độ ổn định. Và con giáp này cần phải vun đắp thêm nhé. Hãy cố gắng tích lũy thêm kinh nghiệm yêu đương để lúc nào cũng giúp cho đối phương cảm thấy được yêu thương và che chở. Các bạn thân mến, về phần 3 là trong 100 ngày tới thì ba con giáp này sẽ ngồi trên một đống tiền của nả chất đầy tay, tình duyên viên mãn, ít ai sánh bằng. Trong 100 ngày tới đây thì người tuổi Thân, người tuổi Hợi, người tuổi Dần, đó là một trong ba con giáp được ngồi trên một đống tiền của nả chất đầy tay, tình duyên viên mãn, ít ai sánh bằng. Và các bạn thân mến, con giáp đầu tiên mà thuộc trong nhóm ba con giáp được ngồi trên đống tiền trong năm Canh Tý 2020, đó là con giáp người tuổi Dần. Dần là những người trời sinh đã có cá tính mạnh mẽ, kiên định và luôn bất chấp mọi thứ để đạt được thành công ngoài mong đợi. Về những người tuổi Dần là người khá tham vọng và họ không bao giờ từ bỏ những cơ hội tốt đang ở trước mắt và luôn tìm cách để phát huy những năng lực của mình, xây dựng sự nghiệp vững chắc hơn. Và theo tử vi chỉ rõ thì trong vòng 100 ngày tới, tuổi Dần là một trong những con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn một cách bất ngờ. Và đây chính là một giai đoạn mà người tuổi Dần sẽ vượt qua những khó khăn và trở thành một cách mạnh mẽ và đạt được thành công một cách đáng mong chờ. Đặc biệt trong 100 ngày tới đây thì những người tuổi Dần chỉ cần làm bất cứ điều gì cũng có thể thành công một cách rực rỡ và vang dội. Tài vận không những dồi dào mà sự nghiệp ngày càng vững chắc và hưng vượng. Và trong tương lai của con giáp này thì người tuổi Dần ngoài 30 tuổi sẽ có một cuộc sống
cực kỳ viên mãn và sung túc. Các bạn thân mến, và con giáp thứ ba ngồi trên đống tiền trong 100 ngày tới, đó là con giáp người tuổi Thân. Theo tử vi của người tuổi Thân trong năm 2020 cho biết, Thân vốn là một con giáp thông minh hơn người, có tính cách của người tuổi Thân vốn đã mạnh mẽ, cương trực hơn người, nên khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, họ thường tìm cách để chiến thắng nó, không để cho những khó khăn của mình bị lùi bước trước những khó khăn. Vì vậy, khi ngoài 30 tuổi thì Thân sẽ có những cơ hội xây dựng cho mình một cơ ngơi khá đồ sộ và vững chắc, khiến cho nhiều người phải phát thèm. Và trong đường tình duyên của người tuổi Thân thì hơi bị long đong và lận đận. Nhưng nếu cơ may đến với bạn và bạn chọn đúng cho mình một cơ hội tốt thì bạn sẽ đổi đời một cách như ý. Và theo tử vi học chỉ rõ, trong 100 ngày tới đây thì Thân sẽ gặp may mắn bất ngờ, ôm hết của nả trong thiên hạ và nhà mình. Và những người mang mệnh con giáp này sẽ giàu lên trông thấy, chỉ cần ngồi ung dung mà hốt bạc. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba mà nằm trong số 3 con giáp được ngồi trên đống vàng trong 100 ngày tới đây, đó là con giáp người tuổi Hợi. Về những người tuổi Hợi, dù là đàn ông hay là phụ nữ đều là những con giáp tốt tính, nhân hậu và rất thương người, nên lúc nào cũng được mọi người yêu quý và kính trọng. Vẻ bề ngoài của Hợi đôi khi hơi lạnh lùng, nhưng thực chất trái tim của họ rất ấm áp vì nhân từ, nên con giáp này luôn luôn được thần tài yêu mến, nhiều người giúp đỡ mà ban cho vô số bổng lộc vận may đến tới tấp, khiến cho cuộc đời họ sang một trang mới. Và theo tử vi của năm 2020 cho thấy, trong 100 ngày tới đây thì tuổi Hợi dù làm công ăn lương hay làm ông chủ thì cũng sẽ có một ngày phất lên đỉnh điểm như diều gặp gió. Số dư trong tài khoản của con giáp này thêm vài con số là chuyện bình thường, và những người tuổi Hợi sẽ nhanh chóng trở thành đại gia. Của nã chính là tương lai mà Hợi nắm chắc trong tay trong 100 ngày tới đó. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè, hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng.